Thưa cô bác anh chị, lúc này thì trời Sài Gòn vừa mới ngớt mưa. Tuấn Dương đang có mặt trên con đường Hoàng Văn Thụ. Mình từ khách sạn Tân Sơn Nhất đi ra. Thì hôm nay cũng tới khách sạn Tân Sơn Nhất để gặp hai anh chị ở bên Pháp về. Anh chị cũng có một tấm lòng rất là tuyệt vời, muốn gửi cho Tuấn Dương một chút tiền để giúp đỡ các cái hoàn cảnh khó khăn ở Sài Gòn. Thì Tuấn Dương tới nhận sẵn tiện rồi chơi với anh chị. Thì bây giờ mình trên đường đi về thì đi qua khúc này là sân bay Tân Sơn Nhất, lối đi vào sân bay Tân Sơn Nhất. Trời mưa quá nên là nhiều chỗ các bạn thấy là nước bắn lên tung tóe luôn. Bây giờ Tuấn Dương sẽ đi về Lăng Cha Cả. Nếu mà đi cái nhánh phía bên tay phải này các bạn là chúng ta sẽ đi về khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Đây là mình đang đi xuyên qua công viên Hoàng Văn Thụ. Công viên Hoàng Văn Thụ, một ngày mưa. Thời tiết lúc này khá là mát mẻ. Sài Gòn những hôm này thì mưa, gần như là ngày nào cũng có mưa các bạn ạ. Bây giờ chúng ta sẽ đi về khúc Lăng Cha Cả. Trời vẫn đang sấm sét bão bùng. Hồi nãy mưa lớn lắm, ngồi uống cà phê mà mưa rơi lộp độp dưới mái tôn. Quẹo phải là chúng ta đi về đường Cộng Hòa. Bây giờ mình đang ôm cua để đi về vùng binh Lăng Cha Cả. Ông nội này, ông ấy quẹo. Đây, vùng binh Lăng Cha Cả đây các bạn. Đây, chúng ta vẫn đang có mặt trên con đường Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình. Sau cơn mưa thì mặt đường vẫn còn đọng nước khá lầy lội. Những cái xe chạy sau thì thường là bị nước của những cái xe trước văng lên. Nên là chúng ta phải giữ cái khoảng cách an toàn với những cái xe chạy từ phía trước để tránh bị ướt. Bánh bò lá dứa. đang đi vào con đường Xuân Hồng. Hướng này thì sẽ đi về con đường Cách mạng tháng 8. Phúc ngã tư Bảy Hiền. Còn trước mặt chúng ta đó là giao lộ Xuân Hồng cắt với con đường Trường Chinh. Phía bên tay trái là triển lãm Trung tâm Văn hóa Thể thao Quận Tân Bình. Và đây cũng là cái bệnh viện dã chiến điều trị Covid ở Sài Gòn. Mỗi một quận là đều có những cái bệnh viện dã chiến. Trường Chinh. Giờ mình sẽ tiếp tục quẹo phải đi vào con đường Lý Thường Kiệt. Đây là chúng ta đã đi ra khỏi cái ngã tư Lăng Cha Cả, ngã tư Bảy Hiền rồi. Đây chúng ta sẽ đi vào con đường Nguyễn Văn Thoại cũ, ngày nay là Lý Thường Kiệt. Tuấn Dương nghe nhiều các cô chú kể lại thì ngày xưa hai bên con đường Nguyễn Văn Thoại ở khúc chợ Tân Bình nhá. Hai bên này ngày xưa là những cái đồn điền cao su, những các cái cánh đồng cao su. Đây thì rất gần cái ngôi chợ vải Tân Bình, chợ Tân Bình. Đây là cái ngôi chợ mà chuyên bán đồ may mặc. Đây mình sẽ đi một vòng quanh chợ nhé. Đây các bạn ơi, giờ thì trời lại tiếp tục có những cái hạt mưa. Đây đang là khu vực chợ vải Tân Bình. Nếu mà nói về quần áo hàng hóa thì ở đây rất là phong phú, đủ loại, bán từ sỉ cho tới lẻ. Cô bác mà tới đây mua sỉ thì được cái giá rẻ hơn, nhưng mà thường là mua theo lô. Chứ còn nếu mà chúng ta mua một vài cái thì cũng có những cửa hàng bán, và nhiều cửa hàng thì lại không bán lẻ, ta bán một lô. Ví dụ như một lô là 6 chiếc và có nhiều màu, cỡ khoảng 5 màu, 5-6 màu, cỡ khoảng 3-40 chiếc. Thì thường đây nó là một size, mà có từ size S, size M, size L, size XL, size 2XL. nó rất là nhiều size. Ngoài ra ở đây thì còn bán là vải, vóc, phụ kiện, các cái hun, rồi quy bấm, dây khóa kéo, những vật tư ngành may. Tới đây thì Tuấn Dương cũng xin tạm dừng video. Cảm ơn các quý khán giả đã theo dõi kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Mong được gặp lại quý cô chú anh chị ở những video kế tiếp. Nay thì mình cũng không có đi vào từng những các cái sạp nhỏ để mua đồ. Hôm nào đó nắng ráo mát trời thì sẽ tiếp tục quay lại đây. Bây giờ mình sẽ ra con đường Nguyễn Văn Thoại, xưa là Lý Thường Kiệt đó, để đi về. Rồi, bye bye cô bác anh chị, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.